Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại video tiếp theo mình. Hôm nay thì được lời mời của anh Thái Anh thì mình lại sang bên sông và tiện thể chia sẻ những cái khoảnh khắc của anh em mình. Đây là anh Thái Anh này. Em chào anh nhá. Chào anh em nhá. Anh ấy okay. Từ Tết hôm nay mình gặp anh. Lại nhậu thôi. Dạ, hôm nay có món gì đây anh? Em chào anh Ninh nhá. Dạ. Anh ạ. Cá với cả chim. Cá chê đây này, đông hàng này là cá chê này. Có cả rúi tao kìa anh. Rúi. Cái cá chê này còn chưa bỏ ra nhá. Đấy, mình hôm nay cho ăn toàn đặc sản thôi. À, giới thiệu cả nhà đây là em qua nước hoa, chuyên nước hoa tàu. Chào cả nhà nhá. Thôi, chêu đấy. Em qua là chuyên phân phối nước hoa của Paris nhá. Chào cả nhà nhá. Nước hoa bên Tây. Nước hoa bên Tây. Đây là em Công. Công thì chuyên phân phối. Cái sáng nay thì anh thấy anh có cho ăn món vạc này, có cả bim bim đúng không anh? Có cả bim bim em. Đấy. Còn bim bim cả vạc này, rất là ngon. Có, vạc đâu? Đây con bim bim đây. Bim bim đây nhá. Đúng món yêu thích của em Quang luôn. Rồi, có hai con bim bim các bạn nhá. Ừ, còn đây em đi em bắn về đấy. Đây các bạn, bây giờ mình đang lường cá đấy. Anh ơi, lường chim trước. Lường cá chê. Ăn chim trước xong rồi ăn cá hết, xong rồi ăn cá. Đây, bên anh Thắng anh ướp đây anh. Đấy, anh Thắng ướp xong thì ông làm lường luôn có thể. Sao ấy rồi? Chính chim ăn thử trước. Đúng rồi, thua cá ăn đi luôn. Cá chê này là của cá chê của anh Thắng nuôi hoàn toàn tự nhiên ở nhà và bằng nước sạch nha các bạn nhá, không phải cá sông. Hôm nay anh em mình có cái món chim này với cá. Đây, anh Thắng thì anh đang gì chim này. Anh đang cặp chim vào để lướng á. Cặp chim rồi. Vâng. Đấy. Con này ngon này anh. Mình bịp ấy. Thằng này thì lướng một tí là chín cá mà. Cá chê này cứ nhanh ăn được khoáng. Đây, đây hôm nay anh thằng anh ướp riêng mẻ mọc tô. Chị Vân sang à? Chị đâu rồi? Đây quá nhỉ? Đang tự nhiên đến nhá. Gần tử lời á. Thôi không phải mua bia đâu, uống rượu rồi. Uống rượu rồi. Chim anh nghỉ từ từ con quay không nó cháy đấy. Thế á? Gần cuối anh em quét xong. Xuống. Nó chuẩn bị cho đồ hết rồi. Mình phải sẵn nướng. Nhưng cái lửa này vẫn là lửa cao. Vâng. Nó phải giảm hơn. Em đã liên tục có được mà. Anh yên tâm, em chơi cái này quá chắc ăn luôn. Em cho cái mặt này trước này, công này để vào phần trái. Anh là chín rồi. Cuốn cá này còn có. Anh ra giòn luôn rồi đây. Ra giòn luôn. Chắc là con hòa chấm được thấy thôi. Lật chim, lật chim, lật chim. À, anh Thắng nuôi được nhiều cá chê đấy không anh Thắng? Còn 300 con gì đấy. 300 con như này á? Vâng. 300 con. 300 con phần xếp thì bây giờ sao lại hút đi? Em lớn. Cua cái có tấm lên mà. Trong lòng quấn nhờ. Ờ, ngon. Em gọi cho chuyện nè. Thì là đi được mà. Chê lai. Bảo lấy thì là đấy mà. Chê lai chê gì? Quấn nó ngon. Chê lai. Mà nó không lớn đâu. Em tưởng giống này mà giả cá không lớn được. Em tưởng giống này nó lớn mẹ nhanh như thổ đấy. Bạn nào? Bạn nó bạn nuôi.
đúng rồi, bạn ơi, em ơi. Em mời các anh ạ, mời anh em nhá. Anh ạ. Em mời các anh nhá. Anh cầu hết nhá, không phải uống như hôm qua đâu. À. Cả nhà ăn chim trước đi. Rượu này rượu đồng đúng không? Rượu đồng cái nào ấy? Rượu đồng á. Ờ, bên này không có muối à? Có mà. Thiếu bát muối sao ấy? Muối à? Ừ. Cái gì bên này? Ăn chim trước đi. Là anh thấy chưa? Nam Văn cũng bim bim ngon nhất luôn. Em Quang là thánh thánh ăn chim. Nói anh biết em thích ăn rồi ăn đi. Chó tham ăn. Em ơi. Này, mời anh em nhá. Đi đi mời các anh nhá. Em lại uống bia lại mày mày ngồi với tiểu gái à? Nam. Ta đi. Mày mày đừng có chịu tướng à? Quang ăn chim con không em? Em ăn bìm bìm, không ăn chim. À ừ, ăn bìm bìm. Ngon lắm anh ạ. Nó dai như thịt gà luôn. Ờ. Em đi vì chim với thịt gà nghe sai thế. Hay hay không anh? Đâu ăn con hay hay. Không, em thấy chim ngon hơn, à bìm bìm ngon hơn. Đây em cu em đang quần cầm món cá chê lướng à. Nhưng mà thiếu rau nhỉ? Thiếu rau, ở hôm nay thì thiếu rau thơm với thì lạ đúng không? Ừ. Thôi nhà mình gì dùng đấy. Cho mẹ ngon rồi anh. Ờ. Ta đi em cho nhiều. À. Rồi nhờ nói. Ờ. Ừ, ăn cảm ơn nhá. Ừ. Em ra nhà mình quần nó sữa ăn à. Ngon em ạ. Cả chê công nhận là của anh Thắng nuôi không cho ăn đồ linh tinh như nào. Cứng cá đúng không? Là như nào không nào? Hôm em ngay đấy mà. Vâng, em ngay cũng chưa mà. Dài ấy, thơm lắm. Em có em là em đi xuống. Ngon lắm quý vị ạ. Ăn rất là thơm luôn á. Xong đi uống cà phê ngay đấy. Anh cá chỉ vàng này của Thiện ngon đấy Thiện ạ. Cá chỉ ngon á. Cá ngon đúng không? Cá ngon. Em lấy đâu à? Thiện ơi. Hôm nào vứt sang quán ít mà ngồi uống bia. Ờ. Anh lấy Vinmax cho em ăn thì nó không ngon bằng này được. Anh để chấm tớ này. Anh chấm ơi, anh đang chấm bên này ra. Ngon mà. Mời đi đây nay thì anh em mình thì cũng ngồi hơi đông ấy, thì sự kết thúc video này đây, thì anh em vẫn đang ngồi nhậu đây. Sự kết thúc video này đây. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Đây là cũng là một cái cuộc sống đời thường của sự được anh em về đây có anh Thái Anh. Tất cả mọi người luôn yêu thương quý mến sự rất là cảm ơn. Nhiều khi là anh em về đây là hôm nay tuyệt mà các bạn. Mở nhạc hơi to, sự xin chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.